Wow, cái bông này lâu tàn quá ta. Lúc trước mình quay một lần rồi nè. Bây giờ này gần 2 tháng nay quay lại nó cũng còn nguyên trời. Sao nó lâu tàn dữ ta. Bông này đẹp lắm. Mà lại lâu tàn nữa. Đó, dưới đó đó. Ừ. Cái đầu tiên của mình bạn ơi trong khu này. Rút ra luôn nha bạn ơi. Mình nghĩ. Rút ra khi dở nó không nổi. Cười ngất à. Cái gì là cái gì? Nặng lắm hả? Trời, ngon ha. Không dính con hành nhỏ ở đây rồi đó nghe. Trời. Ôi ông này đừng có làm màu cái ông nổi. Trời ơi, hai tay kéo lên luôn nè. Thiệt không? Nè. Trời ơi, nặng gì vậy? Người yêu bông mới qua thì không nổi tệ phải không các bạn? Và để ý phải gì không? Cảnh đẹp quá. Tiếp tục hành trình thăm bảy gắn cả nhà ơi. Lời nói đầu tiên xin được phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân yêu nhất nha. Bữa nay mình đi thăm từ xa thăm dài về bạn ơi. Mà không thăm từ gần thăm đi không ạ. Mấy cái này là mấy cái gần cuối không nè. Nó hợp cái này dính con anh. Cái này không biết dính không. Đây 17 con chuột với 20 con nhum cho anh hả. Đấy. Chuột kia có mặt không xin. Nó sưng hả? Để hồi em chỉ thuốc cho anh cho nó hết sưng. Bây qua đây, cây lan. Cái bẫy đầu tiên rồi bạn ơi. Chui vô cái lỗ đó đó. Nó có 1 cái. Hình hút cái mở màng lấy hên cái. Rồi cái bẫy nó lăn cù nèo anh ơi. Lăn xéo qua xéo lại tùm lum hết trơn. Tình hình chỗ này không im rồi bạn ơi. Con gì nó phá quá. Không dính con rồi. Chuột còn luôn anh ơi. Để mình dời. Đây có bẫy phụ nữa kìa. Rồi, quên kêu Hải chào cả nhà nữa chứ. Nãy ơi, phát tay chào cả nhà Nãy ơi. Chào cả nhà. Có cái phụ hay lắm nha bạn. Mình chui vô trống á. Mình có cái dính á thì mình hai cái bẫy phụ mình đi ra liền. Thứ nhất là nó ưu điểm, thứ nhất là nó không có để lại cái dấu tích được nhiều. Tại mình ngồi đó mình bắt mà xoay chở á. Cái quan trọng là mình đi chỗ khác mình bắt á thì mình tránh lúa thóc có độ. Chứ đừng có đó mình bắt có độ. Cũng nguy hiểm. Quan trọng. Sao anh? Chết hả? Chuột chết luôn hả? Cặp mé sông cái. Cặp mé sông cái. Cái thứ ba của ảnh nha. Nặng cái anh hả? Trời ơi, ba cái chuột chết hết, ba cái bỏ tay luôn. Em đâu có đem mới gặp mà theo đâu. Trời ơi, ôi. Làm nhỏ ha. Ồ, vậy là 6-8 là phát tài. Trời, 10.000 một tiết. Anh mới thăm dính đường con hổ ngựa bạn ơi. Mà mình quay không được, chưa quay. Trời ơi, ve coi nè, ve nó cắn của gắn của anh nè. Hai ba con trong cái túi luôn, hai ba con cho của mình. Con hổ ngựa cũng được bạn, cỡ 400-500 gram. Bên anh cho ăn củ sắn nè. Không, cái thứ tư mới chịu dính nè. Sao anh? Chuột còn sống hả? Rồi tiếp tế nó thật cho nó đi. Em mà ăn được con em. Ăn được em hổ hành, còn em hổ lãi chết việc.
có hàng không? Rồi, ok, phát lương thực cho nó. Cái cuối cùng của anh ở khu này nha bạn. Mình khu này mình cũng chất quất luôn mà không dính con nào trong khu này. Chuột á hả? Nhăn răng luôn. Chuột còn sống mà ơi. Hình như anh ca giấu với con mà ơi, anh mới thăm dưới mét đó nè. Bự không? Hai con. Ồ, hai con luôn hả? Anh nhớ mày mãi cái lợp này quen quen nè anh. Ừ. Hai con chim con lấy hên coi. Con lấy con đi. Lấy con đi. Dễ thương không? Lấy con nè, đây cái đầu nè. Đây cái đầu. Đấy. Em nói em chỉ như ý không? Bụi cỏ lạ là lụm rồi. Hai con, cá hai con. Mùa này dính kiếm rắn khó khăn lắm nha các bạn. Đặt dính cá hai con rồi, nói chung là dính là mừng dữ lắm luôn á. Dính là giỏi rồi đó. Bò ra một em. Trời, con này ba, con đó nhì đó, con đó nhì. Con này thắng ba. Sáng giờ ba con à ta? Thấy chưa ta, mình chưa con nào luôn. Ra luôn đi, ra luôn đi. Ừ. Con nhì con ba, con cỡ 350 với con cỡ 200, 200 chắc hơi hơi yếu. Rồi bỏ vô luôn đi. Chăn lộ xe để người ta phàn nàn nó chạy lên công á. Chăn có lộ nhựa luôn mà, đừng lộ 2 triệu luôn. Một em. Vô luôn. Bỏ gắn kỹ thuật ghê ta, bỏ nhẹ nhàng ha. Đụm, cái đặt lại ra chưa? Chưa, không có đặt lại. Để mở mồi, bỏ mồi của chuột đặt lại nha. Cô Lý. Con gì nữa vậy? Con gì vậy? Hổ hành nữa hả? Bự không? Nhỏ lắm nữa. Cũng được anh. Ồ, con này. Chuột chết đâu ăn nổi chuột đó. ăn đã rồi ối. Con này nó ăn đã rồi ối nè. Chứ không phải là nó ém chuột chết đâu. Nhìn cái lông nó mứt rượt rồi biết nó ối rồi. Con này nhì chắc luôn, 400g. Nè, cái giò thắng đừ nè bạn. Ăn đã nó ói rồi, nó ói rồi nó sình đó. Ói kìa. Gần lộ xe nên chạy nó hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Rồi hai cái dính hai con luôn ta, ngon ta. Hai cái ba con chứ. Ừ, hai cái ba con luôn. Trứng mảnh này ha. Bữa nay ngon rồi. Hồi bao cà phê em muốn nghe. đòi hỏi. Thấy anh Hải vậy, trời ơi, chạy của mình kìa anh ơi, thấy không, cái gâu có làm chạy của mình. Đặt ngay nè, đâu có cái gì mà đặt nha, đó cái gì qua đây cái nè. Trời ơi. Còn mấy cái gặp rồi đặt đi. Ồ, em mới rút nãy đó ha. Ừ, đặt đi. Trời ơi, thấy đặt dính đi, cái là anh chia sẻ cho mình liền bằng, anh dính là hai cái hai đầu nha, nó kêu mình chém đến giữa. Trời ơi, rắn mà đặt biết nào hết. Ừ. Đặt gần gấp 5 chỗ này rồi đó, anh đặt gần gấp 5 chỗ này rồi nè. Mà mới hổm giờ cũng 4-5 chiếc này nó không dính, bữa nay tự nhiên nó nổi lên phát khùng lên, nó dính hai cái dính hai cái trần hả? Mình dính luôn nè. À vậy hả? Dính rắn lại nha. Con cũng không để ý nè. Rồi bỏ mồi bỏ chuột đặt lại bạn ơi. Mùi qua bỏ nó bỏ đặt đó đi. Thôi mà để từ tránh bắt đi mà gấp gáp thôi chuyện chừng đó. Thấy gì này bắt không? Ừ. Em cố gắng, em không chỉ cho ai đâu, để cho anh bắt con mình à. Chưa đi. Ừ. Khui. Trời ơi. Vô con ếch. Vô con ếch là chết khô luôn. Con ếch nó đưa cái ức. Chết khô ghen. Cái gì anh? Chứ bữa vô giục đây nè. Chứ bữa vô đây. Giục mạnh ở đây. Rồi chứ bữa chờ bá là chứ bữa cơ. Chín không? Hổ hành hả? À? Ngon như ta, hôm nay dính ly chia luôn ta. Kẹt đầu hả? Trời trời cái trái bưởi nè bạn. Hai bẻ, trời không có dữ vậy trời. Bẻ lâu rồi anh ơi. Nè, dấu cũ lắm mà. Bưởi này bưởi cơ. Bưởi cơ là cái bưởi giống như là nó bưởi bự, bưởi cơ. Cái nhẹ ruột này.
ai gửi chỗ đây rồi rõ rồi mình vẽ nha. Đó, chặt chặt đầu bự không? Dính dính ly chi luôn vậy ta. Hả? Hên nè, bữa nay hên nè, tới em xui à. Trời con này cũng bự anh sao con kẹt đầu trời. Chậm kẹt đầu. Này giờ phèn luôn nè thấy không? Kẹt cái mỏ một chút à. Ok, xử lý con này bỏ một chuột rặt lại nha bạn. Vô được con hoàng hành mọi người. Vô được con hoàng hành sao nhẹ dưới trời. Vô được con hoàng hành mà nhẹ te, giả tâm nhẹ te. Cũng có hẹn. Là hổng mình đổi cái bẫy bự ra, đi rồi, cái bẫy nhỏ này. Con hoàng hành nhỏ. Trong cái ngôi mộ mà người ta đã bốc cốt rồi á. Cái nắp hỏng á. Lúc trước kiếm được con hổ lãi cho thằng kia. Mình dệt ra đây cũng khoảng thước ngoài. Đặt một cái chiếc nữa là Tết Thanh Minh này. Tết Thanh Minh là người ta dọn mã, dọn đồ nhiều rồi. Khu vực mình cũng rút á. Bội đầu về em trai, tranh cưng chút coi. Ăn bụng ốc nóc rồi bạn ơi. Mới ăn à. Ok, được con cầm lấy hên. Tưởng chất quất luôn rồi chứ. Cũng có hàng. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng ghê không? Lăng mộ này đã cho nó đã móc cốt rồi các bạn. Khui khui cái vậy cho quốc hả? Còn gì chẳng chẳng đi đại ca chặn đường mình hả? Bạn thấy không? Không làm dễ dựng luôn trời. Thôi ơi đại ca chặn đường em hả đại ca? Yeah. Nóng đầu đại ca luôn bây giờ nè. Kênh hả đại ca? Kênh không? Có nóng đầu tôi bỏ túi bây giờ. Làm hết hồn hả? Hay quá ta. Hai anh em đặt một chỗ một. Anh đặt cặp bên anh á. Anh đặt cặp bên anh á. Anh thăm cái đấy của anh đi. Có hàng không? Trời vô con chuột trời trời. Vô con chuột khổng lồ luôn. Anh bước vào ảnh. Ừ. Rồi đó là ừ. Anh chen qua mà hỏi anh chen đại đó. Cái tướng anh nhỏ mà. Đó. Trước mặt anh thấy không? Anh dính con chuột khổng lồ mà. Hên xui. Anh chuột lớn đổi ý chuột nhỏ đổi chuột lớn hả? Chuột chuột dừa. Đặt. Hai người đặt cho thằng đặt trùng bài trùng kèo chuột của em còn đây tắt máy luôn cái đồ ừ đúng rồi. Ăn quýt không anh? Quýt với nhãn nè. Ăn mì no hả? Thấy ngon quá anh phải không? Không ơi bột không ông nội ơi tôi sợ nó bay á phải không? Có không tào lao? Bị vỏ bự á, đi rút mấy cái ở trong này. Ở trong này ảnh có 5 cái gì nè, mình cũng khoảng 5 cái nha bạn. Mình cũng đi rút, lần đi chạy nền xuống một cái khu khác. Cái khu đó thì cách ở đây khoảng 30 cây số á. Đi qua tới Vĩnh Châu luôn nha bạn ơi. Đi qua cầu Mỹ Thanh 2 hả anh? Rồi đi đâu nữa? Thì dài xuống hồ Bể đúng không? Trời ghê quá. Ờ quýnh chặt bãi biển bó hả? Ghê à, cái đó bắt cá thò lòi á. Cà phê nữa hả? Có lý à, bữa nay trúng mánh hả? Hôm nay anh lên ga, đem đồ bao cà phê nữa bạn ơi. Ok, vậy đi ha. Không nhờ vớt vát cà phê bạn ơi, không có gắn uống cà phê cũng được. Có em uống nữa. Khoái. Ngon. Ừ, khu du lịch hả? Khu du lịch bó. Ồ, ngon. Ở dĩa hả? Em có đem tiền theo.
Ừ tiền bo mà nó chịu. Đó dưới đó đó. Ừ. Cái đầu tiên của mình bạn ơi trong khu này. Rút ra luôn nha bạn ơi, mình nghĩ. Rút ra khi dở nó không nổi cười ngất à. Cái gì là cái gì? Nặng lắm hả? Trời, ngon ha. Không dính con hành nhỏ ở đây rồi đó nha. Trời. Ôi ông này đừng có làm màu không nổi. Trời hai tay kéo lên luôn nè. Thiệt không? Nè. Trời ơi nặng gì vậy? Trời ơi con hổ hèo, thiệt hổ hèo bạn ơi. Con hổ hèo mà hai tay kéo lên gì là làm thế ghê. Bẫy nhỏ mà nó vô hổ hành cái này là ngon, ngặt cái hổ hèo thì hết ngon. Ok, thôi đi qua đường này luôn. Rồi khui cho bạn xem luôn đi. Khui cho anh em xem cái đây. Rồi. Khui luôn rồi là hay ra mà chưa bắt. Thấy lúa sụp lá không thấy tức đá gì chưa. Trời tưởng con hổ hành là ngon rồi. Ai ngờ, con này có gần gần cái ký luôn. Mua đất, mua đặt ở trên bờ rồi mới gặp mini này rồi dính. Khui. Cứng hôm vậy là thôi chứ sao nữa. Trời đất quỷ thần thôi. Nó đẹp. Chứ gặp cái lớn đó chờ dính dán bự. Con hổ hèo. Một nồi. Ghê không? Em nói khu này có hèo mà. Không có khu được luôn, đâu có khùng nữa. Nè, phần nó ị một đống ở trong này nè. Thấy chưa? Mình nói mình thấy cái hàng khủng mà nó không biết hàng khủng thôi. Gặp khủng nó lớn, là hàng nó lớn là vừa rồi. Con này cũng cỡ 800 gram đến ký anh ha. Đỡ đây thấy nặng. Ok, mình ốc máy bằng này. Dỡ lên con hành một tiếc, cái. Tiếc ủng quá, ủng anh. Lúc ủng quá. Thôi kệ đi, vớt giác khu kia của em út. Mình lại qua khu kia đi ha. Ừ, đỡ rồi. Anh ảnh còn hai cái, mình cũng còn hai cái nha bạn. Không thấy lỗ sấy vô chứ hả? Còn hai cái bẫy cuối cùng của anh Hải. Bẫy này có từng lập tấn công cho anh rồi phải không? Còn không ngửi thúi phải không anh? Chứ rồi anh có đặt lại nè. Cái gì? Chuông ngân hông hả? Có lỗi chuông ngân hông. Cái này bữa hổm em có chỉ đạo kỹ thuật anh phải không? Chút quất luôn chứ đâu. Đặt mấy bụi chút rồi phải lấy cái gì để đậy lên. Sợ chút lá chút nó. Chút quất hả? Nhẹ hả? Rồi. Cái bẫy cuối cùng. Cái lỗ đó nập trong lỗng luôn hả? Cái lỗ sao mà chắc thọc vậy? Chuột con hả? Xé hai đầu cái lôi gác lôi bọc vô hả? Đây là cái miếng bọc. Cái cuối cùng của ảnh bạn ơi. Cái này đầu tiên vô bữa con hôi ngựa vàng cháy tìm. Mấy chuyến gần đây thì có một chuyến nó xảy lộn hôm ngô ngoài. Rồi ok, cái cuối cùng của anh luôn. Kết quả là anh chụp người sống, khu này anh rút hết luôn mà không dính bằng 5 cái, không dính con nào. Mình thì được con hổ hèo, đi ra ngoài lỗ bắt cho bạn xem luôn nha. Khui ra. Con hồi nãy này nha bạn. Rồi ok, bắt lên đây. Cho anh Hải anh bắt nha. Thì cho biết cái mùi hèo với người ta chứ. Chật. Sáng thì dính ra cái hành không? Dính một cái hành không à. Con hèo này em gọi dự đoán là khoảng từ 800 gram ăn lên. Độ 1 ký trở xuống. Nói chung khoảng cái 900 gram. 900 gram khỏe luôn á. Nó khùng rồi. Hả? Tại nó không khùng nó nặng. Em thấy nó nặng. Đây, đưa cho em bắt cho. Anh quay cái miệng hôm bên đây cho. Đây. Ra được nào thì cái tay rồi em cả đồ một tí. Tí không? Tí khỏe. Anh mở túi lưới giùm em đi, cái túi lưới của em. Rồi nó quấn cái tay của em nè anh. Ông nội của mẹ. Ui sụt sụt. Ông nội rồi. Tí không? Cầm thử nó đâu cùng đó, cầm thử. Chắc cỡ một ký. Bạn ký à? 900 gram một ký, không có 800. Không có 800. 800 là không có. Ăn lên. 900 ăn lên. 900 ăn lên. Để nó không phùng, gắn không phùng. Nó đâu phùng đó. Tại vì em đang bóp cổ nè, làm sao mà nó hút hơi vô được mà nó phình ra. Tội nghiệp nó bóp cổ nó kia vậy. Em đang nắm ngang cổ nó nè. Chứ nói bóp cổ nghe thế. Gắn đã không?
cho cái thấy đẹp đẹp cho các bạn xem cho nó sướng sướng. Dính vậy vậy vậy, dính nhỏ nhỏ. Đó, đã không? Ê, trời ơi. Con xíu con nó ra nữa đó. Con này có mắt hả? Tính thả con này dính bự thả nhỏ trời. Hay câu giỡn chút xíu mà bạn, tại lâu được con gắn nó đang nó ngon ngon chút rồi thầy. Câu giỡn chút cho thôi. Lâu lâu được con gắn. Buông tay ra nè, bắt đầu con ngấu hèo nó ngộ lắm, anh phải gỡ cái đuôi ra giùm. Tại nó siết chứ lắm. Rồi. Đây, ở đây là cái túi của ảnh nha. À, hai anh em mình đổi cái này chơi không? Để dụ ảnh chút. Hai anh em mình đổi cái này chơi không? Chắc không rồi. Em có con hèo bự. Thì cũng cỡ tương đương nhau rồi. Anh có con hèo bự, em có anh có ngựa nè. Đổi đi. Ngựa đổ hèo muốn gì nữa? 3 4 con hàng nữa còn là gắt không. 3 4 con hàng. Cũng ngon anh. Tại của tôi gai gắt thịt chưa? Gắt thịt hết trơn hả? Con gắt hết 3 con hả? Con gắt nào? Anh giơ cái túi lên cao cao cho ngang đó thì khoan cái cột đi, giờ đi anh lên cho em chụp mô hình kìa. Vừa vừa thấy những dưa cao quá em ngót tay luôn nè. Ngồi xuống đi anh, như nãy vậy đó. Nhìn đây nè. Trời ơi. Không có thấy được cái gì, không có thấy được. Ừ trời ơi. Nhìn đây nè. Đẹp trai quá ta. Vô. Rồi cảm ơn anh luôn nha. Đã như hành hạ anh quá. Rồi, mình đi khu khác bạn ơi, hy vọng cái khu sau này sẽ ngon hơn cái khu này nha. Ok, vậy cũng đủ tiền xăng rồi anh ha, xăng bọng rồi, dư sức khỏe gu. Rồi, mình bye bye các bạn, hẹn các bạn clip sau nha. Chào tạm biệt cả nhà của anh Hải ơi. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn clip sau. Hẹn clip sau, bye bye. Sau rồi kiếm trúng. Trúng cắn khủng đồ ha, kiếm cắn hổ đồ ha. Dạ. Ghê ghê à. Dính vô giờ lọt rồi đi. Khoái, 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 nghe nó cắn hổ là mê mê rồi. Khoái khoái. Cái đó rồi cũng dính rồi. Ồ, còn nói cầu kiếm.